liên quan vụ việc bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông sâu 35 mét ở Đồng Tháp. Đến thời điểm hiện tại đã bước sang ngày thứ 13 kể từ khi xảy ra sự việc. Mặc dù công tác tìm kiếm đã có những tiến triển nhất định, tuy nhiên vẫn chưa thể tiếp cận đưa thi thể nạn nhân lên khỏi mặt đất. Theo giám đốc của một công ty chuyên xây dựng các cầu lớn khu vực phía Nam, phương án cứu nạn hiện nay của lực lượng chức năng đang đi đúng hướng và không thể nóng vội, đồng thời phải cẩn trọng và kiên trì. Ống cọc bê tông khi đã được đóng sâu vào lòng đất đến 35 mét, xung quanh là lớp đất sét bám chặt vào cọc. Khi kéo lên, lớp đất sét này sẽ càng bám chặt vào cọc hơn. Điều này sẽ tạo hiệu ứng hút chân không do khoảng không gian mà cọc đã đóng xuống. Tiếp đó là ống cọc bê tông dài 35 mét nhưng được nối bởi 3 cọc bằng 2 mối hàn và chỉ hàn vỏ cọc bên ngoài, không hàn toàn bộ cọc. Các mối hàn này chịu lực đóng xuống rất tốt nhưng khi kéo lên chưa hẳn sẽ chịu tốt. Nếu kéo căng quá có thể gây đứt mối hàn. Trường hợp kéo lên được 2 cọc, một cọc bị đứt nằm lại ở dưới sâu sẽ càng khó khăn hơn. Do vậy việc kéo cọc lên không hề dễ dàng như nhiều người đang nghĩ. Việc dùng búa rung nhằm giảm ma sát giữa lớp đất sét và cọc bê tông giúp quá trình kéo lên thuận lợi hơn. Tuy nhiên nếu rung quá nhiều cũng có khả năng làm đứt mối hàn giữa các cọc. Ông Lê Hoàng Bảo, giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, tổ trưởng tổ điều hành cứu nạn cứu hộ tại công trình cầu Dọc Sen cho biết, hiện đơn vị cứu hộ đã tập kết các thiết bị như cầu 80 tấn, cầu gặp đất, búa rung 180 kW, đầu khoan cọc nhồi đường kính 0,6 đến 1 m, ống vách đường kính 1 m và 2 m. Trước đó trong ngày 10 tháng 1, tại khu vực hiện trường có mưa lớn kéo dài cũng phần nào làm ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm cứu nạn. Được biết trong ngày 11 tháng 1, tổ điều hành cứu nạn cứu hộ đã tiếp tục triển khai phương án cứu hộ theo kế hoạch đề ra, gồm hàn lắp đặt khung chống tầng 4 và đào lấy đất trong hố móng. Đến trưa cùng ngày đã hạ hoàn chỉnh tầng khung chống 3, đồng thời đào đất xong đến cao độ tầng chống 4, tiến hành cắt đầu cọc để chuẩn bị cho công tác lắp tầng chống 4.